từ từ. Lựa chọn kép, đội chúng tôi lựa chọn ăn. Ăn. La 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 la. Em như là hoa. Không có gì được. Cái nhìn mơ buồn ôi đẹp quá. Có cái làng kìa. Em bé cầm vải rồi. Em bé cầm vải đâu rồi? Con ơi. Ôi, bé cầm vải đâu rồi? Thôi tặng đại hả? À, tặng ha. Con đâu? Tin không? Em đây. Em bé cầm vải rồi. Em bé cầm vải đâu rồi? Tặng con Justin nè, cái này con uống được đấy. Đây, cô uống thử cho con nhé. Ê, có cho hai không? Có cho tự hai không? Này, con này. Học giỏi nha. Bên kia cái này nước ngọt á. Cái này nước ngọt cô uống nè. Cái này nước ngọt cô uống nè. Ngon ấy. Siêu ngon. Cái này đọc là Sting nha. Rồi chị Hằng ơi đi. Khởi luôn. Ui, đây 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 đây, khởi chàng kìm. Chàng kìm hả? Khởi chàng kìm đúng không? Xin nhanh chưa? Rồi, ăn. Sáng giờ chưa ăn. Sáng giờ. Làm luôn cho tụi cháu dễ ăn. Chàng 6 bát đi. Mấy phụ chú bác. Biết là ngon, chị cháu phải ăn sạch luôn đấy. Ăn sạch 3 tô, biết chứ 3 tô. Ba tô phổ như cứu đời mình vậy. Đang ăn nhanh. Em tính này, sịt. Ồ. Chào ơi, để em đã nhịn cả nước. Kia. Hôm nay mình uống nước ít luôn. Ờ nhờ, quên. Kiểu như mọi năm hai chị em mình liều ấy chứ. Thật sự là hai chị em liều, rất là liều khi mà chọn phần thi là ăn. Tại vì mọi năm ăn một tô bằng hai tô này thì không thể nào hàng không thể nào ăn nổi. Ừ, chị thông minh hơn em đấy. Em lại đổ tô to qua. Em của chị hả? Rất là thông minh mà. Rất là giỏi, rất là lì đòn. No quá, hay nói tình hình á là phải uống nước trước mới chứa được á. Vậy hả? Ờ. Ăn sau uống nước. Uống nước sau cùng chứa không nổi. Húp nước đi. Đúng rồi, giờ húp nước không được rồi. Anh đi, em vẫn chưa cầm. Thế ợi này. Các câu này là sẽ ợi, ngon lành. Cái này là hạt chanh nhá. Xong. Xong rồi. May quá hai chị em ngồi. À, may quá. Dạ, chúng cháu đã hoàn thành 6 bát phở của chú. Phở rất là ngon và cho chú cho các cháu nhận thư. Mật thư. Con cảm ơn. Đây, mật thư của Đùa Kỳ Thú năm 2019.